Chào anh em, hôm nay A Xín làm clip cách chì dây cho anh em xem và clip để cho anh em biết được chì dây nó sản xuất ra như thế nào ha. Ở đây nó là cái quy trình khi mà mình cắt chì dây nè. Đó, cái dây chì là mình sẽ cắt ra như vậy, từng viên một, miễn sao nó vừa đủ với lại một viên kẹo, vừa đủ để mình làm ra một viên kẹo để cho nó khỏi dư, cho nó đỡ phí anh em ha. Đó, đây là một cuộn dây chì. Của chì này thì mình gọi là chì của Úc ha anh em ha. Chì này là nó gồm là 99% là chì. Nó không có pha chế gì hết, tại vì khi mà mình đã làm chì dây như thế này rồi á thì không thể nào mà pha chế được. Tại vì anh em xem rồi anh em sẽ hiểu, chắc chắn là anh em đã biết rồi. Đó, đây là bộ khuôn làm chì dây nè. Đây là khuôn để mình làm ra chì dây. Bây giờ em sẽ thực hiện những thao tác khi mà làm ra cái chì dây như thế nào và viên kẹo khi hình thành nó sẽ như thế nào. Anh em chú ý xem kỹ clip anh em nha. Đó, đồ ốc bây giờ mình phải vặn khuôn lại cho thật chặt. Nói chung là cũng dễ thôi, nhưng mà nó rất là lâu, rất là tốn thời gian. Thật sự khi anh em coi xong clip này anh em sẽ biết nó cực kỳ tốn thời gian. Trong khâu giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị, thứ hai nữa là cái giai đoạn mình tạo ra được cái sản phẩm để cho anh em xài á, thì nó hơi lâu. Và cái giá thành của một bộ khuôn để làm chì dây như thế này phải nói nó lên tới 9 con số, chứ không phải còn là 2 con số mà loại ít nhỏ nhất nữa, là 2 con số nhỏ nhất nữa, mà nó lên tới hàng 9 con số rồi anh em nha. Không phải là mình làm ra một cái khuôn là được liền đâu. Mình phải làm, mình dũa, mình cắt, mình thử nghiệm, mình cái giai đoạn làm ra khuôn rất là nhanh, nhưng mà cái giai đoạn thử nghiệm cái khuôn đó khi làm ra viên kẹo á nó có đạt hay không. Bây giờ mình mà dùng cái khuôn đây, cái này nó là cái cây ti để tạo hình ha. Cây ti này sẽ tạo hình, tạo góc trước tiên. Đó, em sẽ thực hiện cho anh em xem. Đó, bây giờ mình sẽ đóng từng lỗ một ha. Đóng và đóng từng lỗ một. Đầu tiên là mình sẽ tạo hình cho nó trước. Đó, đây là quá trình tạo hình. Rất là lâu anh em thấy không? Rất là tốn thời gian. Rồi, kế tiếp đây là ti nhọn. Ti này là sẽ làm ra sản phẩm nè. Ti này mình sẽ khi mà mình đóng xuống là tạo ra được cái sản phẩm của nó nè. Đó, bây giờ mình sẽ đóng tiếp. Đó, đóng là đóng bằng tay như vậy đó anh em. Đóng mấy lượt lận chứ không phải là một lượt đâu ha. Cái này là em đang còn làm mẫu để cho anh em xem cái cách thức tạo ra viên chì nó như thế nào. Còn nếu khi mà làm á là chắc chắn cái khuôn này nó sẽ không rung rinh như vậy đâu. Nó sẽ được kẹp lại rất là chặt, kẹp bằng hai đầu eto rất là chặt. Còn cái này em chỉ làm mẫu thôi nên em làm hời hợt, mong anh em thông cảm nha. Đó, mình sẽ đút cái ti này vào từng lỗ kẹo một để mình tạo ra thành phẩm cho nó. Ti này là ti thành phẩm nè, còn ti trước là ti định hình ha. Đó. Coi vậy chứ cũng cực lắm anh em. Đóng vậy chứ ngày cao lắm được có 2-3 hộp, 3-4 hộp à. Chịu làm á, thì khoảng được 5 hộp á, không chịu làm được 2-3 hộp ngồi gù lưng luôn á. Rất là mệt. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái sủi này á là phải thật là bén anh em ha. Đó anh em nhìn nè, nó đang còn dư rất là nhiều chì thấy chưa, nhưng mà sủi đi là mình phải bỏ chứ mình không thể giữ lại được. Đó, những cái chì rớt ra ngoài đó là mình không lấy lại, mình không giữ lại nữa mà mình bỏ, tại vì nó không thể định hình được. Bây giờ sẽ đóng thêm một lần nữa. Đó, rồi nó sẽ lại dư ra thêm một lần nữa là mình lại sủi thêm một lần nữa. Đó, thì hồi hôm qua em có đọc một cái comment đó. Cái comment của anh đó, ảnh nói là bên nước ngoài nó tạo ra chì xong nó dư nó sẽ đúc nó nấu lại. Đó là người ta, còn đây là Việt Nam mà anh. Đây là Việt Nam, bây giờ mình có cái đồ chơi như vậy thì mình chơi thôi. Bây giờ anh em nhìn dưới đất kìa, nhìn dưới cái chỗ kẹp eto kìa.
Bây giờ cái chì nó vương vãi ra đó, bây giờ làm gì, chẳng lẽ gom lại xong rồi đem bán cho mấy anh em nấu chì đi đúc. Ai rảnh đi mua mấy cái loại đó, người ta mua chì tấm và người ta đúc cho nó nhanh chứ tội gì người ta đi mua cái này. Nên nhiều người á, biết thì mình hãy nói, còn không biết thì cứ từ từ mình tìm hiểu nhau. Còn gặp nhau, còn số điện thoại của nhau thì gọi nhau mà tìm hiểu chứ mắc gì mà phải lên nói, rất là khó nghe. Thôi cái điều đó em cũng không quan tâm tới. Đó, bây giờ là đã định hình thành một viên kẹo hoàn chỉnh rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ lại sủi thêm một lần nữa. Và mình sẽ lau. Mình sủi và mình sẽ lau nó. Đó, sủi phải cẩn thận. Sủi mà cái sủi quá không có bén á là nó sẽ gây móp váy nha anh em nha. Đó, nó nhiều vấn đề lắm. Thật sự cái này là em đang làm còn ẩu. Chứ bình thường khi mà làm mình phải để lên một cái bàn và mình sẽ lấy cái ly vô để đo cho thẳng, đúng không? Là chuyện bình thường. Mình sẽ lấy cái thước mà chạy á, thước chạy á, để mình đo bốn góc, nhiều góc coi nó đã bằng chưa. Đó, thành phẩm nè anh em. Bố đâu? Bố. Bây giờ là bắt đầu là mình sẽ gỡ khuôn ra để cho anh em xem coi viên kẹo này nó như thế nào nha. Đấy, rồi, bây giờ tiếp tục gỡ ra. Đấy, cũng cực lắm chứ không phải là đùa. Nhưng mà tại sao mình nên xài chì dây? Là vì anh em thấy một cuộn dây chì như vậy là đóng ra luôn cả viên kẹo chứ mình không phải nấu nữa. Nấu, khi mà nấu lên á là bản chất viên chì là nó sẽ cứng. Và nó cứng nó sẽ gây lên mòn rãnh của khương tuyến, rồi nó sẽ làm hư hại nòng, hoặc là độ chính xác nó không cao. Anh em xài nòng có chót cơ, khi mà nó bào mòn ở trong một nửa của cái viên kẹo, nó bay một nửa của cái nòng, bay từ đầu cho tới gần cái chót cơ là nó đã bị bào mòn rồi. Nên nếu như mà quá cứng thì đừng có nói là khương tuyến bào mòn viên kẹo, mà thật sự là ngược lại, viên kẹo nó bào mòn mất cái khương tuyến. Anh em hiểu không? Nên nó sẽ giảm tuổi thọ của nòng. Bởi vậy bây giờ xu thế bây giờ là phải chì dây. Đó anh em nhìn đi, 10 viên là như 10, 10 viên như 1 mà 1 như 10. Như Ngọc Ôi Trinh ơi, đâu có thua gì ai đâu. Đi đâu đấy? Rất là đẹp. Con lấy sách vở con học một lúc. Còn đi. Sau cái quá trình này còn một quá trình nữa, đó là quá trình xử lý 3 via nha anh em nha. Còn một quá trình nữa là mình sẽ tỉa 3 via. Thì mình tỉa là đâu có phải dùng máy, hay là ví dụ như chì đóng, chì nấu là người ta bỏ vô cuộn vải, người ta hay cái rổ người ta xóc, bỏ vô cuộn vải vo cái là hết bao vía không. Cái này không đâu được. Mình làm kiểu đó móp váy lên. Cái này nó mềm heo à, mình mà làm cái kiểu mà xoa xoa bóp bóp đó thì nó nát ngay cái váy. Nó móp lên nên mình phải lấy dao thật là bén, mình tỉa. Nè, anh em nhìn thành phẩm nè, đẹp lắm. Đó thấy chưa? Đều mà rất là đẹp. Nói chung là không thể so sánh được với hàng nhập, nhưng mà em nghĩ để so sánh với hàng Việt Nam thì có thể dám so sánh, nhưng mà so sánh với hàng nhập thì em chịu, không thể nào so sánh được. Người ta công nghệ người ta cao, người ta được chơi công khai mà. Đây bây giờ cắt tỉa nè anh em nè, đó ba via đó anh em, đây là những cái ba via đó. Bây giờ mình sẽ cạo cái ba via đó đi. Mình sẽ không cạo quá mạnh tay ha, rất là nhẹ tay. Cái này mình phải thật là nhẹ tay mình làm đó. Mình từng viên một, mình phải xử lý từng viên một. Nó rất là mất thời gian, phải nói là cực kỳ mất thời gian. Một người mà ôm một khuôn đó, em nói đóng chắc chắn đóng là bằng máy ép thủy lực chứ không có gõ búa như vậy. Cái này em chỉ làm mẫu thôi nhưng mà nó cực lắm. Nói chung nó cũng cực đó. Anh em thấy không, có một xíu đó thôi mà cũng phải cạo nó ra chứ đâu có dám để đâu. Để về anh em nói câu mà mua thì mắc mà trả được ra cái gì thì khó đó. Chì này là chì đầu 5.52 xài cho tất cả các loại nòng luôn. Kính thưa các loại nòng, anh em xài được hết. Quan trọng nhất của nó là rất là mềm, chỉ thế thôi, mềm lắm. Mềm nên khi mà nó ra tới đoạn bóp chocker nó tạo hình viên kẹo rất là đẹp. Nếu anh em không tin, anh em mua thử một hộp về anh em xăm đi. Những cái hộp chì dây này tôi khuyên anh em mua để làm gì? Để mình về mình test cái nòng của mình để xem coi nó đạt được chất lượng như thế nào, nó cự ly của nó xa như thế nào. Tại vì kẹo nó chuẩn để mình test thôi. Ví dụ nhiều anh em bắn cái nòng nó bị lật lên, lật xuống, lật qua, lật lại thì sao, mình không có mua thử cái kẹo này để mình thử coi có phải lỗi do nòng hay do van hay là do kẹo hay là do lò xo hay bất cứ cái gì.
những cái này nó đã tạo ra được độ chính xác như vậy. Cứ coi cái nào mình chính xác mình lấy, rồi mình sẽ làm cái luật bù trừ. Đó, mình trừ đi nó nha anh em. Đó, viên kẹo thứ hai đó. Đó, anh em nhìn trên lúc em chả giấu giếm gì cả, em nói thẳng lắm. Bộ khuôn này là 9 chữ số đó. Đó, anh em nhìn kỹ ha. Rồi, chào anh em.